Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung có chủ đề họ đang như thế nào, họ muốn nói gì với bạn. Trước mặt các bạn là ba lá bài đại diện cho ba tụ bài từ trái sang phải 1, 2, 3. Các bạn có thể dừng màn hình lại, chọn cho mình một lá bài các bạn cảm thấy liên kết. Sau đó chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 1. Câu hỏi đầu tiên, chúng ta đang ở chủ đề họ đang như thế nào, họ muốn nói gì với bạn, thì trả bài đầu tiên mình sẽ trả lời cho câu hỏi là họ đang như thế nào nhé. Họ đang như thế nào. Trong lúc đọc bài mình xin phép được dừng màn hình lại. Bây giờ mình đọc bài. Họ đang như thế nào. Mình thấy đây là một người, mình không biết là giữa hai người có xảy ra chuyện gì, thì các bạn mới đi tìm hiểu xem là họ đang như thế nào, họ muốn nói gì với bạn. Nhưng mà mình cảm thấy dựa vào ba lá bài này thì mình cảm thấy hiện tại bây giờ người này họ suy nghĩ khá là nhiều. Họ suy nghĩ về chuyện của hai người, bởi vì nhìn vào cái năng lượng của cái lá bài Air Shot, mình giống cảm thấy là họ đang có một cái xu hướng họ nhìn rất sâu vào năng lượng của năm cốc, nghĩa là họ giống như con ngựa này, cảm thấy mình bị bỏ rơi, mình bị mất mát một cái gì đó. Và họ đang nhìn sâu vào năng lượng đó và họ tự hỏi một điều, họ đúng hay họ sai và họ nên làm như thế nào trong hoàn cảnh này. Mình thấy họ có năng lượng của Emperor và họ nghĩ rằng bạn chính là Empress của họ. Vậy thì ở đây có thể có cái năng lượng của hai vợ chồng, nghĩa là của những mối quan hệ vợ chồng ấy, hoặc mối quan hệ hướng tới hôn nhân, hướng tới mối quan hệ cam kết lâu dài. Nghĩa là họ đang nhìn về cái mối quan hệ của hai người, họ nhìn về tình yêu của họ đối với bạn và họ nghĩ cái năng lượng của ba gậy á. Ở đây mình có cảm giác như là ở đây có những người mà họ cứ mải mê vào một cái việc gì đó, năng lượng của ba gậy, và hầu như họ không biết cách để họ bày tỏ, họ nói lên tiếng nói của tình yêu. Cho nên họ đang suy nghĩ rất là sâu sắc về những vấn đề xảy ra giữa hai người. Họ suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, họ suy nghĩ về tình yêu của họ. Và giống như là họ thấy rằng cái mối quan hệ này nó dẫn đến năng lượng của năm cốc ấy, là sự bỏ rơi nhau này, tan vỡ này, buồn này, cô đơn này. Đấy là nó đến từ cái việc họ chỉ chăm chú vào cái vấn đề của họ, họ không biết cách để bày tỏ tình yêu, họ không biết cách để xây dựng ân mười xu này. Đó là mình thấy, nếu mà dùng một cái câu để mà diễn đạt cái năng lượng hiện tại của họ thì đó chính là họ đang có sự suy xét rất là nghiêm túc về cái vấn đề của hai người, trong mối quan hệ của hai người nhá. Rồi bây giờ mình muốn dùng một bộ bài để nói, để xem là họ muốn nói gì với bạn. Họ muốn nói gì với bạn. Hai gậy. Mình có cảm giác là cái người này giống như họ muốn thừa nhận với bạn rằng họ đã đối xử với bạn không công bằng. Năng lượng của hai kiếm, giống như họ đã từng đắn đo. Các bạn thấy cái lá bài này vẽ hình của một cái người giống như là một cái người nữ tu ở trong đạo Công giáo ấy, trong nhà thờ, thì hình như là tên là cái gì đó mình tự nhiên mình quên mất. Mà cái người này họ bước ra ngoài cánh cửa, họ thấy có một đứa trẻ con và họ đang phân vân là họ có nên mang đứa trẻ con này vào hay không. Thì họ thừa nhận ấy, họ dám thừa nhận, hoặc là họ muốn nói với bạn rằng họ biết là lỗi ở họ, có nghĩa là họ đã đặt bạn trong cái sự so sánh cân nhắc xem là có nên tiếp nhận mối quan hệ với bạn hay không. Và khi và sau đó thì họ thừa nhận là họ tập trung vào bản thân mình, năng lượng của Medicine, họ chỉ tập trung vào bản thân họ thôi. Và họ thừa nhận rằng họ có xu hướng là theo kiểu giống như là họ nghĩ là cái mối quan hệ này, theo kiểu nếu là hai mối quan hệ của hai vợ chồng ấy, thì cái ông vua gậy và Medicine này biểu tượng là họ có nhiều đam mê, họ có nhiều cái đam mê, nhiều thú vui, nhiều cái ví dụ đam mê, ví dụ họ chơi gôn này, hoặc là chơi cái gì đó cũng là đam mê, hoặc là họ có một cái lý tưởng là xây dựng một cái sự nghiệp lớn lao thì đó cũng là đam mê, nghĩa là nó biểu hiện trong một cái đam mê ở bên ngoài, một cái gì đó. Ông vua gậy là ông vua của hành động, ông vua của những cái lý tưởng ấy, cao vời vợi ấy, và ông tập trung vào cái năng lượng đấy, và hầu như là ông ấy nghĩ rằng là khi nào ông hoàn thành cái năng lượng của vua gậy, là khi nào ông hoàn thành cái điều đấy, ông thành công đã, thì ông ấy mới theo kiểu là thu xếp hoặc là chăm sóc cái mối quan hệ tình cảm này sau. Thì dù là tình yêu hay là mối quan hệ vợ chồng thì ông cũng có cái sự thừa nhận cái điều đó. Năng lượng của tám gậy. Ông ấy thừa nhận rằng giống như là ông đã bỏ bạn, bỏ bạn một mình, bởi vì mình có cảm giác như là ví dụ ông ấy là nam, người này là nam,
thì giống như là họ hiểu được rằng bạn đã từng ngậm ngùi, thậm chí tủi thân khi mà nhìn vào một căn phòng có một đôi, có hai người mà nó chỉ là biểu tượng thôi, biểu tượng của cái việc là họ xây dựng cùng nhau, họ vui vẻ với nhau ấy. Ừ, đấy, ví dụ trong công việc thì họ hợp tác với nhau, trong vợ chồng thì họ đoàn kết với nhau ấy, thì giống như là họ nhìn vào những cái mối, một là họ biết là bạn thường nhìn vào những mối quan hệ đó và nghĩ lại chuyện của bạn và họ, bạn cảm thấy tủi thân. Hoặc là khi mối quan hệ của hai người đã tạm dừng, ngắt kết nối rồi, thì bạn ấy, họ nhìn sang những mối quan hệ khác, họ thấy cách người ta chăm sóc nhau, người ta hợp tác với nhau, họ mới cảm thấy rằng họ đã có lỗi vô cùng khi mà họ bỏ mặc bạn trong cái lúc bạn buồn nhất, hoặc bạn cô đơn nhất, hoặc bạn bị ốm, hoặc là bạn bị thất bại, hoặc đơn giản là bạn buồn ấy, bạn cô đơn, bạn có một năng lượng tiêu cực ấy, thì họ đã lạnh lùng để bỏ mặc bạn một mình. Giống như là cái người đàn ông này nói với người nữ này là hãy đứng dậy đi, đấy, hãy theo kiểu là dùng cái năng lượng của sự lạnh lùng và có cái phần gì đó lý trí ấy, nó không có tình cảm rằng là bây giờ tôi phải đi làm chẳng hạn, bà phải tự chăm sóc, yêu thương lấy bản thân mình, bà đừng có chờ đợi tôi chẳng hạn. Thì bây giờ họ mới cảm thấy rằng cái thái độ đó, dù là lời nói hay chỉ là ý nghĩ hay chỉ là cái cảm xúc ấy, thì cũng đã làm cho bạn buồn rất là nhiều. Và họ nhận thấy rằng trong cái tình yêu này, cái lover này là tình yêu của hai người, họ đã không chăm sóc, họ đã không xây dựng, họ luôn là người bỏ đi, họ luôn là người bỏ mặc bạn. Thậm chí, và bây giờ họ muốn nói với bạn rằng sau khi nhận ra cái điều đó, Clyde ở khắp và Thanh Nhau khắp ấy, là họ rất muốn đến bên bạn, họ rất muốn nói với bạn rằng thực sự họ yêu bạn rất nhiều. Đó thì đó là cái điều mà họ muốn nói với bạn nhé. Mình sẽ rút một bộ bài nữa để mình xem cái điều mà họ muốn nói với bạn nữa, muốn nói với bạn ở đây là gì nữa nhé. Mình muốn rút thêm một cái bộ bài nữa để xem là cái điều họ muốn nói với bạn là gì nữa. Điều họ muốn nói với bạn là gì nữa? Tám kiếm, Ace of Cups. Mình thấy tại sao mình lại có cái sự thôi thúc thêm rút thêm một trả bài nữa, là mình thấy là sau khi mà họ muốn nói là họ nhận ra những cái thiếu sót của họ rồi, thì họ cũng nói với bạn rằng họ nhận ra rằng bạn cũng có sự thay đổi rồi. Mình thấy cái điều họ muốn nói là cái khoảng thời gian mà hai người gặp nhau ấy, bạn là tám kiếm, bạn có rất nhiều vấn đề, theo kiểu giống như là bạn giống như một cô gái đang gặp những bế tắc, gặp những cái vướng mắc ấy, đó. Và bây giờ bạn đi, bạn rời, bạn buông được những cái bế tắc đấy rồi, bạn trở thành một Queen of Pentacle, Queen of Swords rồi, đó. Thì bạn giống như bạn tự một mình, bạn tự đứng vững ấy, để bạn bước ra khỏi cái năng lượng cô đơn, bạn tự làm chủ cuộc đời của mình, thậm chí bạn trở nên thành công, bạn giỏi giang, bạn và cái năng lượng của strength ấy là bạn thành công này, bạn tỏa sáng này, bạn giỏi giang này, bạn trở thành cái năng lượng theo kiểu giống như là cái nguồn cảm hứng ấy, cái mơ ước của rất nhiều người có được cái năng lượng giống như bạn. Có nghĩa là họ muốn nói rằng họ cảm thấy bạn thay đổi rất là nhiều, và cái sự thay đổi đấy đi từ cái lúc mà bạn đang ở cái năng lượng của tám kiếm ấy, giống như bạn hoàn toàn bị bế tắc, hoặc bạn bị gặp một cái rắc rối nào đó và bạn buông bỏ được, bạn trở thành năng lượng, những cái năng lượng tốt đẹp như bây giờ. Và họ thấy rằng bạn tự một mình, bạn đi qua, bạn trở thành một strength, bạn giống như bây giờ bạn trở thành một người dẫn dắt, một người truyền cảm hứng, một người khiến bao nhiêu người phải ngước nhìn. Và mình thấy rằng họ nhận thấy rằng bây giờ họ có cảm giác như là khi bạn đã thành công rồi, bạn đã tỏa sáng rồi, bạn đã tự mình, giống như là cái khoảng thời gian tương tác với họ, họ bỏ mặc bạn như thế, bạn đã tự mình đi qua, bạn trở nên tỏa sáng, thì họ cảm thấy, họ nhận thấy rằng hình như bạn không còn cần họ nữa, bạn hướng tới một cái nơi khác, bạn hướng tới một cái gì đó tốt đẹp hơn so với họ ở hiện tại đó. Mình thấy cái điều họ muốn nói với bạn là như thế. Vậy thì đến đây mình sẽ xem là vậy cái điều mình sẽ xem một tụ bài nữa thôi, với là cái điều mình thấy là sau khi họ nói với bạn như thế thì họ có mong muốn cái điều gì không, họ có mong muốn điều gì ở mối quan hệ này nữa không, hay là họ, mình cũng cảm giác như là hai người đã ngừng ngắt kết nối rồi, thì họ để cho cái mối quan hệ này theo kiểu giống như là họ tôn trọng cái hành trình của nó, hay là họ có muốn giữ bạn lại hay không, hay là họ có muốn cái bạn ấy thấu hiểu cái điều gì cho họ không nhá. Page of Wands, Knight of Swords, tám kiếm. Mình thấy cái điều mà họ muốn nói ở đây ấy, họ có cảm giác như là
họ chỉ tự tin khi ở bên cạnh bạn, khi mà bạn là pay up one, khi là bạn là short thôi. Có nghĩa là lúc mà bạn đang còn bé bỏng ấy, năng lượng của pay up one là bạn đang còn rất là hồn nhiên dễ thương, bạn cần họ giúp đỡ. Theo kiểu cái pay up one là giống như một cô bé khi mà xảy ra chuyện gì là luôn chờ người yêu hoặc là chờ người chồng trở về á. Giống như là mình đọc đến đây ấy, mình cảm thấy họ ước ao bạn nhỏ lại. Bạn giống như cái thời mà bạn còn bé bỏng, còn thơ ngây, còn yếu ớt ấy, còn gặp những chuyện này chuyện kia, và cứ mỗi lần mà bạn gặp cái chuyện gì đó là bạn lại cần đến họ. Ở đây tự nhiên mình đọc cái năng lượng là họ rất thích nghe cái câu mà bạn hay gọi là anh ơi đấy, anh ơi thế này thế kia, em gặp cái chuyện này, em gặp cái chuyện kia, anh giúp em hay như thế nào đó. Thì họ cảm thấy rằng mỗi lần mà nghe bạn gọi như thế, mỗi lần bạn nhờ vả một cái gì đó, họ cảm thấy họ tuyệt vời lắm, họ tự hào lắm, và họ cảm thấy mình giống như một anh hùng, giống như một người đàn ông mạnh mẽ, họ có thể giúp đỡ được bạn, giống như bạn luôn chờ họ, luôn hướng tới hướng về phía họ với tất cả cái niềm tự hào, lòng biết ơn ấy. Và họ cảm thấy trong mắt của họ ấy, trong mắt bạn ấy, họ lớn lắm và họ cảm thấy họ rất là tự hào. Nhưng mà cho đến khi mà bạn tỏa sáng năng lượng của The Sun ấy, thì bạn không cần họ nữa. Giống như tự nhiên mình đọc được một cái năng lượng là từ khi mà em trở thành The Sun, hoặc là ở đây có cả những người phụ nữ có con, đây các bạn nhá, một là em tỏa sáng này, thì cái sự tỏa sáng này nó nằm trong cái liên kết bài này thì nó phù hợp hơn. Nên là khi em tỏa sáng, em thành công thì em thay đổi rồi, em tập trung vào cuộc sống của em, và hầu như trong cuộc sống của em á, không còn có anh nữa. Đó. Còn ở đây có một năng lượng là có thể cái cô gái này có con, từ khi cô ấy có con hoặc là có một cái gì đó thêm vào cuộc sống của cô ấy, thì cô chỉ tập trung cho con của cô ấy thôi, và hầu như cô ấy không còn để ý đến mình nữa. Đó, thì cái điều mà họ nói với bạn, họ nói rằng họ cảm thấy cô đơn. Đó. Vậy thì họ cảm thấy cô đơn, họ cảm thấy mủi lòng, có một cái gì đó theo kiểu ngậm ngùi. Vậy thì mình sẽ phải lên một trả bài nữa là thì họ có mong muốn điều gì trong mối quan hệ của hai người nhé. Họ mong muốn điều gì trong mối quan hệ của hai người. The World, mình đạt được một cái năng lượng rất là dễ thương như thế này này. Năng lượng The World là năng lượng của một cái gì đó giống như một sợi dây dính mắc hai người ấy. Họ vẫn mong rằng giữa chúng ta giống như là có một cái gì đó không thể tách rời ấy. Và nếu như mà em có thể chờ anh cho đến khi nào anh trở thành vua Su, đó, anh có thể có khả năng để lo cho chúng ta, cho chúng ta là gồm có chúng ta này, con của chúng ta này, hoặc là con của cái người nữ đấy, bởi vì mình thấy có năng lượng là người nữ này có thể có con riêng đấy, hoặc là có một cái sự khó khăn về những con cái nào đó, thì họ mong rằng họ có tiền để họ lo được cho con, hoặc là họ có tiền để họ giống là khi mà khó có con ấy thì phải sử dụng những cái biện pháp y học, sự can thiệp của y học ấy, thì họ mong là họ có tiền để họ làm được cái điều đó. Và mình đọc được một cái câu là giá như mà em chờ anh thì tốt biết mấy, giá như em chờ anh, giá như em tin tưởng vào tình yêu của anh thì tốt biết mấy. Mình cũng cảm nhận được là họ rất mong bạn hiểu được rằng khi họ đang tập trung vào cái hành trình để phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp, thì họ không thể dành tình yêu cho bạn nhiều được. Thì họ rất mong rằng dù họ không nói gì, hoặc là dù họ có vẻ vô tâm ấy, nhưng mà bạn vẫn nhớ rằng bạn là duy nhất thôi. Cái cốc tình yêu trong tay họ chỉ dành cho bạn thôi, và ngoài bạn ra thì không có một ai cả. Cho nên đừng nghi ngờ họ, đừng bỏ đi ấy, thì đừng cho rằng là họ lựa chọn này, đừng cho rằng là họ phản bội này, và đừng cho rằng là họ còn so sánh cái này cái kia, anh tuyệt đối không, bởi vì trong lòng của anh ấy tất cả chỉ có em thôi. Ngay cả khi anh làm việc, ngay cả khi anh bận rộn nhất, thì anh vẫn tự nhủ rằng tất cả những cái gì mà anh đang cố gắng ngày hôm nay là để cho chúng ta của ngày hôm sau. Cho nên là tình cảm của anh ấy có ít đi một chút cũng chỉ là để dành cho em mà thôi nhá. Thì đó là thông điệp của tụ bài số 1 ngày hôm nay. Nó rất là ngọt ngào. Và nếu như mà ai có năng lượng ở trả bài này thì các bạn có thể chia sẻ ở dưới cho mình và mọi người biết nhé. Còn nếu mà ai đó muốn nghe một câu chuyện cụ thể dành cho riêng mình thì các bạn có thể liên hệ trả bài riêng. Trong trả bài riêng thì mình chỉ cho bạn biết được cái năng lượng cụ thể, câu chuyện cụ thể, lời nói cụ thể của người đó thôi. Còn mình không quyết định cái điều gì thay các bạn cả. Bởi vì quan điểm của mình đó là mình tôn trọng hành trình của mỗi người, và mình luôn luôn khuyến khích chúng ta tự tìm đường đó. Còn mình chỉ là người chỉ đường, định hướng cho các bạn, nghĩa là thông qua trả bài ấy, xin thông điệp cho các bạn để các bạn có thể biết được mình đang ở đâu, mình đang như thế nào và mình cần làm gì thôi nhá. Thì đó là nội dung của trả bài ngày
hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, chia sẻ, đồng hành cùng với mình. Các bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và comment nhé. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng, thông tin mình đã làm phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Chúng ta đang ở trả bài có chủ đề đó là họ đang như thế nào, cái điều họ muốn nói là gì. Thì trong lúc rút bài, chúng ta sẽ lên trả bài họ đang như thế nào trước nhé. Và trong lúc rút bài thì mình xin phép dừng màn hình lại. Họ đang như thế nào? Năng lượng của star. Mình thấy đây là năng lượng nữ các bạn ạ. Nếu như mà tụ bài số 1 là năng lượng nam thì ở đây là năng lượng nữ. Mình có cảm giác như là cái thời gian này này, nếu như hai người mà chia tay thì mình cảm thấy cô gái này hiện tại tại là cô ấy đang sống với mơ ước của mình. Mình có cảm giác như là khi mà cô ấy chia tay thì cô ấy cảm giác là cô ấy được giải thoát khỏi một cái mối quan hệ mà đã kiềm hãm cô ấy rất là nhiều. Đây, một cái mối quan hệ mà cái người này họ cứ rong chơi, cứ nai khất theo cái kiểu các bạn cứ tưởng tượng con chó đang cười mấy trăng ấy, thì nó biểu hiện là cái tình cảm của anh ta nó cứ như đùa thật ý. Nó cứ mờ mờ ảo ảo giống như là mặt trăng. Lúc thì anh ta nói yêu mình, lúc thì anh ta lại cảm giác như anh ta để ý đến một người khác, hoặc là có một cái gì, cái năng lượng của cái việc là nó bông đùa, nó không thật lòng, nó không chân thành ở đây. Và cái người này họ từng nghĩ rằng họ đã chờ đợi, họ đã cân nhắc. Giống như đôi khi mà đứng trước cái năng lượng mà không biết là thật hay là giả thì người này họ đã băn khoăn, cái người nữ này này họ băn khoăn rất là nhiều, thậm chí mất ngủ, thậm chí tự hỏi một điều cuối cùng thì người đó có yêu mình hay không. Thậm chí năng lượng của Nile Shot là nhiều lần khóc ở trong đêm và mơ ước về, nghĩ mỗi khi nghĩ về cái ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc ấy, nghĩ về cái việc là cái người đó ở xa rồi không biết đến khi nào họ mới về. Có nghĩa là cái người nam này này một nửa thì cứ như bông bông đùa đùa, đến một nửa thì lại hứa hẹn rằng là khi nào mà anh có được chín cốc, nghĩa là anh trọn vẹn, anh bình yên, anh đủ đầy ấy, thì anh sẽ về với em, chúng ta sẽ bắt đầu cái tình yêu của mình hoặc được sống với tình yêu của mình ấy. Thì chính cái năng lượng này khiến cho cô ấy chờ, và cô ấy chờ mất ngủ, cảm thấy đôi khi cứ tự hỏi một điều là mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không, và đã rất nhiều đêm mất ngủ, thậm chí là khóc một mình. Thì cái năng lượng của chúng ta này nó giống như cô ấy được thoát thai ấy, giống như cô ấy được bung tỏa, được thoát ra khỏi một cái năng lượng giống như tù ngục trần gian ấy. Cái tù ngục trần gian nghe nó hơi quá, nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng của một người mà lúc nào cũng cảm thấy băn khoăn, cảm giác là mãi cứ đi tìm một câu trả lời, tóm lại là họ có yêu mình hay không, họ đang yêu ai, họ có yêu mình hay không, những lời họ nói có thật lòng hay không, những cái điều họ hứa có thật lòng hay không, và cái thái độ của họ là như thế nào. Thì các bạn cứ tưởng tượng là khi mà các bạn sống ở trong một cái hoàn cảnh như thế, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vô cùng đau khổ. Thì cái năng lượng của chúng ta họ giống như một người ăn mừng vậy, là họ đã thoát ra khỏi mối quan hệ này rồi, họ được giải thoát rồi, họ được giải phóng rồi, và từ nay trở đi họ được sống tự do rồi. Đó, mình thấy có cái năng lượng như thế nhá. Vậy thì bây giờ mình mới đến với câu hỏi tiếp theo, đó là cái điều họ muốn nói với bạn là gì? Điều mà họ muốn nói là gì? Có hai lá của ta luôn. Mình thấy người này họ có một năng lượng là họ hướng tới một chân trời khác rồi các bạn. Chúng ta là họ hướng tới một chân trời khác rồi. Họ buông bỏ hoàn toàn những cái năng lượng cũ kỹ và họ mơ ước về một tương lai. Cái người này là người mang năng lượng nữ mà năng lượng của họ tràn đầy tình yêu thương, cho nên là suốt cả cuộc đời mình có cảm giác như họ khao khát, họ đi kiếm tìm một cái nơi nào đó xứng đáng với tình yêu thương của họ. Bởi vì mình có cảm giác năng lượng của người này là nước này, song ngư cự giải này, trong họ có một trái tim vô cùng rộng lớn á, và bởi vì nó tràn đầy tình yêu nên họ chỉ muốn đi tìm một chỗ nào đó để họ được yêu thương đúng cách, đúng nghĩa. Người này là người tràn đầy tình yêu nhưng họ không mê muội. Họ là năng lượng của ta, chúng ta vừa có năng lượng của song ngư cự giải, vừa có năng lượng của bảo bình ở đây. Có nghĩa là họ là người thức tỉnh, người tỉnh táo, một cái nhận thức gì đó rất là theo kiểu là các bạn tưởng tượng là cái người mà người ta có cái sự tỉnh thức ấy, thì người ta sẽ biết được rằng cái tình yêu đấy nó xứng đáng, cái năng lượng yêu thương đấy nên đặt ở chỗ nào và chỗ nào là xứng đáng. Mình thấy có năng lượng đó thì họ luôn khao khát là họ đi kiếm tìm một cái nơi phù hợp, một cái nơi xứng đáng với họ để họ được yêu thương, họ được chăm sóc, họ được mở cái suối nguồn của tình yêu để mà họ giúp cái người đó, hỗ trợ cái người đó để người đó phát triển hơn. Đó, bạn hiểu cái vấn đề đó không? Queen of Cups là năng lượng của tình yêu, Empress cũng là năng lượng tình yêu, một tình yêu tràn đầy của sự thấu hiểu, của sự bao dung. Và cái năng lượng đấy họ mong ước họ dùng cái năng lượng đấy để tưới mát ấy, những cái tâm hồn, những người ở bên cạnh họ, để mong rằng cái người đó nói riêng và tất cả những người xung quanh họ hoặc là hành tinh này nói chung được phát triển hơn và tốt đẹp hơn nhá.
năng lượng của The World. Mình thấy người này họ đang mong có một cái sự thay đổi, một sự tái sinh. Đó có nghĩa là giống như là mình có cảm giác là một mặt là họ mong ước cái điều mà mình vừa phân tích, một mặt thì họ mong có sự tái sinh sau tất cả cái năng lượng của cô đơn. Bạn thấy hình ảnh là khi mà họ ở trong cái mối quan hệ với cái người yêu của họ thì họ luôn cảm thấy bị bỏ rơi. Các bạn cứ tưởng tượng có một ngôi nhà ấm áp nhưng mà nó luôn đóng cửa và họ luôn ở ngoài này chịu gió rét ấy. Còn cái người đó thì cứ lạnh lùng làm cái việc của họ, hoặc là mải mê theo đuổi một cái gì đó, hoặc thậm chí là tán tỉnh cái cô nào đấy, bỏ mặc họ trong cô đơn. Các bạn cứ tưởng tượng như là các bạn nhìn thấy này, họ cô đơn, đấy cái năng lượng của người đàn bà này, cô đơn ở bên ngoài, sau đó bà ấy tự mở cửa đi vào gặm nhấm nỗi cô đơn, và sau đấy bạn lặng lẽ đóng cái cửa lại và đi qua cái nỗi cô đơn đó. Các bạn có thấy không ạ? Còn cái người nam này thì sao? Thì anh ta cứ mải mê làm cái việc gì đó, thậm chí anh ta mải mê tán tỉnh, bông đùa hoặc là như thế nào đó với một cái cô gái khác. Các bạn biết không, trong tình yêu ấy ví dụ như hai người yêu nhau và hiểu nhau, thì cái việc mà cái đối phương của mình ấy tương tác với một người nào đó mà giữa hai người có sự hiểu nhau, tin tưởng nhau thì nó không sao, nhưng người ta lạnh lùng với mình, người ta bỏ mặc mình mà người ta lại quan tâm, người ta lại nhiệt tình với một người khác, thì các bạn có nảy sinh nghi ngờ không? Có, cái năng lượng của người nữ là như thế. Có nghĩa là ở đây cái người nam này không biết là vô tình hay cố ý, nhưng người nữ này hiểu một điều, đó là anh ấy đã không còn yêu mình nữa. Anh ấy luôn lạnh lùng với mình, có nghĩa là anh ấy không yêu mình, và anh ấy dành tình yêu cho một người khác rồi. Và vì thế cô ấy gặm nhấm đủ nỗi cô đơn và cuối cùng cô ấy rời đi. Mình thấy có một cái năng lượng ấy, nếu mà dùng mình phân tích bài, và bây giờ nếu mà dùng một cái lời để nói thôi, thì người này họ nói với cái người nam này, cuối cùng thì em đã thoát ra rồi, sẽ rất là vô duyên và buồn cười nếu như em nói rằng em phải ăn mừng vì cái sự kiện này. Em nghĩ rằng trái tim của em tràn ngập tình yêu và nó phải được dành cho một nơi xứng đáng. Anh biết không, em luôn mơ ước em tìm được một người chồng mà em yêu thương họ, em chăm sóc họ, em dùng tất cả cái năng lượng của em, những gì em có để yêu thương người đó, chờ đợi người đó, chung thủy người đó, giúp người đó phát triển hơn. Và nghĩ lại, em mong rằng em có thể sống một cuộc đời khác, một cuộc đời khác hoàn toàn với một cuộc đời mà em đã từng có với anh. Em đã từng cô đơn như thế này và một mình vượt qua cái năng lượng này. Còn anh thì chỉ mải mê với công việc của anh, và em thấy anh có tình yêu với một người con gái khác. Anh luôn chăm sóc cái người đó, anh luôn làm cái người đó vui, mà chưa bao giờ anh dành cái điều đó cho em cả. Và anh biết không, khi mà em rời khỏi cái năng lượng này với anh ấy, em cảm giác mình mới được sống. Em vừa cảm thấy tủi thân, vừa cảm thấy cuối cùng thì em đáng được ăn mừng, bởi vì em đã rời khỏi một người đã không tôn trọng em, đã không yêu thương em, không tôn trọng em và chưa bao giờ để ý đến cảm giác của em cả. Đó, cái người này họ nói như thế. Rồi, bây giờ mình sẽ rút một bộ bài khác nữa để mình xem là họ còn muốn nói cái gì với người nam này nữa hay không. Mình nghĩ là sẽ có người nữ sẽ khóc khi mà nghe cả bài này. Nhưng các bạn biết không, nếu không có cái người này, có thể bạn không đủ cái bản lĩnh để bạn trở thành star đâu. Cho nên là khóc thì hãy cứ khóc đi, nhưng mà hãy nói với người đó rằng biết ơn họ, bởi vì họ đã biến bạn trở thành một con người khác nhé. Four cup, queen of swords và chín xu. Mình có cảm giác như cái người nữ này này, họ lấy cái chất liệu là cái nỗi cô đơn trong cái mối quan hệ với người nam này để giúp họ phát triển mạnh mẽ. Khuyên đạo sao nó nghĩa là họ phát triển về mặt trí tuệ. Các bạn có tưởng tượng trong những đêm mất ngủ ấy, theo kiểu là các bạn có tưởng tượng là những ngày tháng mà họ, cái người nam kia cứ tập trung vào công việc và mãi tán tỉnh làm vui lòng những cô gái khác á, thì họ tập trung vào cái việc là họ, khi nào sót là họ tập trung vào cái việc khai mở trí tuệ. Thì khai mở trí tuệ có thể là họ đọc sách này, họ nâng cấp bản thân mình bằng cách là họ, giống như cái nhận thức của họ ấy, từ cái năng lượng đấy mà họ khai mở cái nhận thức của họ, họ trở nên tinh tường hơn, họ trở nên tỉnh táo hơn, lý trí hơn, và cũng từ đó họ quay vào, họ dùng cái năng lượng lý trí họ làm giàu cho bản thân họ, họ trở thành chín xu. Thì cái chín xu này đó chỉ là năng lượng thôi, có thể là sự giàu có về mặt tiền bạc, sự nghiệp, hoặc chỉ đơn giản nó là sự trưởng thành về mặt năng lượng. Và có đôi lúc họ vẫn nhìn lại giống như năng lượng của năm cốc ấy,
nhìn lại những cái gì đã qua, họ họ gặm nhấm cái nỗi cô đơn. Mình có cảm giác như có mỗi lần mà họ mất cái động lực ấy, họ họ còn bị bám chấp hoặc là bị cái năng lượng của người nam nó hút lại, thì bắt đầu họ dùng cái chất liệu của nam cốc bị bỏ rơi, bị bỏ mặc ấy, bị coi thường, để họ làm chất liệu giống như là một cái ngọn đèn để soi tỏ cái con đường họ đi. Họ mình có cảm giác cái người nữ này họ có một quyết tâm vô cùng cùng lớn là họ rời khỏi cái người nam này, bởi vì họ cho rằng họ còn ở lại ngày nào thì còn bị người nam ấy dẫm đạp. Mình có cảm giác một cái năng lượng của cái việc là họ cảm thấy người nam này dẫm đạp, giày vò họ, coi thường họ. Mình không biết lý do vì sao mà có cái năng lượng đó, nhưng mình đọc là cái năng lượng đấy, và họ nghĩ rằng họ cần phải thoát ra. Mình còn có cảm thấy rằng cái người nữ này họ cho rằng người nam này có năng lượng thao túng họ, điều khiển họ bằng một cái năng lượng nào đấy của anh ta. Và mình thấy có một quyết tâm rất lớn là mình phải đi, mình phải rời khỏi nơi này, mình không được để cho anh ta thao túng mình nữa, mình không được để cho anh ta làm mình mềm lòng nữa. Và mình thấy họ có xu, mình có xu hướng là họ tập trung vào bản thân. Nói là ở đây có cả cái năng lượng của sự gồng mình lên nhá, bởi vì giống như họ đang có cái xu hướng là họ rất sợ cái người nam này lại tìm cách gì đó lôi kéo họ lại, bởi vì họ sợ lắm rồi. Giống như là các bạn cứ tưởng tượng các bạn ăn một món ăn mà nó đau, làm cho bạn đau bụng ấy, bây giờ bạn rất là sợ. Mình có cảm giác cái người nữ này họ tìm đủ mọi cách để họ chạy trốn khỏi cái người nam này, bởi vì họ sợ tất cả những cái di chứng mà cái người nam này để lại. Và mình thấy họ tập trung vào thiền định, là họ tập trung vào cái năng lượng tâm linh, có nghĩa là cứ mỗi lần mà họ bị cái người nam này, cái năng lượng của người nam lôi kéo lại, là bắt đầu họ thúc đẩy bản thân mình, họ thúc giục bản thân mình, họ nhắc nhở bản thân mình, họ dùng những cái bài học, họ dùng những cái ám ảnh mà người nam để lại cho họ, và họ quyết tâm họ vượt ra khỏi cái mối quan hệ này nhá. Đấy thì đó là mình thấy năng lượng. Và nếu mà cái người nữ này họ mà nói với người đó, họ nói rằng bao nhiêu đêm cô đơn ấy, trong mối quan hệ với anh đã dưỡng nuôi em trở thành lý trí tỉnh táo và theo kiểu là đủ đầy giàu có như bây giờ. Các bạn chú ý sự đủ đầy và giàu có về mặt năng lượng nhá. Ra nốt thì trách năng lượng thôi, nhưng hãy nhớ đó là mặt năng lượng. Và em nói thật là em sợ lắm, em sợ là em mềm lòng ấy. Trong một phút giây nào đó em mềm lòng, em lại quay trở lại với anh. Cho nên là lúc nào em cũng phải dỗ dờ dành mình, em cũng phải lôi những ngày tháng, cái sự ám ảnh mà anh dành cho em, để nhắc nhở bản thân mình là đi đi, hãy đốt lên một ngọn đèn. Nếu cảm thấy sợ đi một mình, nếu cảm thấy cô đơn khi mà đi một mình, thì hãy thắp một ngọn đèn lên đi, hãy làm ấm bản thân mình đi, hãy soi đường đi, hãy ra khỏi nơi này đi, đừng bao giờ quay lại nhìn anh ta nữa. Dù anh ta có xuất hiện, dù anh có xuất hiện trước mặt em, dù anh có nói gì, dù anh có như thế nào, thì cũng phải đi đi. Em nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên, nhất định phải vượt ra khỏi cái vòng kiểm tỏa của anh, sự thao túng và điều khiển của anh. Có lẽ đó là cái ước mơ lớn nhất tại thời điểm này của em anh ạ. Đó, mình thấy năng lượng đó nghe có vẻ cay đắng lắm đúng không? Đôi khi các bạn biết không, có một cái câu rất hay thế này này: phía sau những người đàn bà mạnh mẽ là một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi mình đọc cái đà bài này thì mình thấy cái điều đó. Rồi bây giờ mình trả một cái đà bài cuối cùng, đó là mình muốn xem là người này họ còn muốn nói gì với cái người nữ này nữa không nhá. Cái người nữ này còn muốn nói gì với người nam nữa không. The Devil. Cái người nữ này họ là cái người mà mình nghĩ họ đủ cái sự thông tuệ, bởi vì lúc nãy chúng ta thấy cái năng lượng của The High Priestess, năng lượng của Queen of Swords, năng lượng của The World, cho đây là cái người mà mình nghĩ là họ hiểu, họ là người có năng lượng tâm linh cao. Cao thì trong đại bài chung thì rất khó để có thể nói cao đến đâu, nhưng họ hiểu được hành trình của hai người. Họ biết nó là nỗi sợ ở bên trong họ và cần được chuyển hóa qua cái cách cư xử của người kia. Họ biết điều đó. Nhưng mà giống như các bạn cứ tưởng tượng như một người bị ngã, dù biết là cái sự ngã đó chỉ giúp mình trưởng thành hơn, mình có được cái kinh nghiệm trên cái con đường đời, nhưng tại cái thời điểm mà mình đau quá thì mình cũng không thể giống như là mình nghe thầy Minh Niệm nói về cái chuyện là những ngày mà trên đất Mỹ ấy, xong là bị có những người mà họ đối xử rất tàn nhẫn với thầy, và lúc đó thầy tự nhủ một điều, đó là bây giờ tôi chưa thể tha thứ được cho họ, nhưng tôi tự nhủ rằng trong vài ngày nữa tôi sẽ tha thứ được cho họ. Tôi không ép tôi tại thời điểm này tha thứ được cho họ, nhưng nhất định tôi sẽ tha thứ được cho họ. Thì mình thấy có năng lượng này ở đây. Người nữ này họ biết là The Devil, năng lượng của The Devil chính là cái nỗi sợ là rác,
là những cái gì đó rất sâu ở trong năng lượng của họ mà cái hợp đồng linh hồn yêu cầu họ thông qua người này phải dọn dẹp đi. Họ biết cái điều đó và họ biết là tất cả những cái gì mà cái người ta mà đối xử với họ chỉ nhằm mục đích là giúp họ phát triển thôi. Nhưng tại một thời điểm nào đấy, tại cái thời điểm này họ không thể chấp nhận được và họ muốn thoát khỏi mối quan hệ này. Đó, cho nên là đó là năng lượng. Và nếu mà là dùng lời nói thì người nữ này họ nói rằng: em hiểu tất cả những gì mà anh đối với em, nó nằm trong hợp đồng linh hồn của chúng ta. Cái nỗi sợ mà anh dành cho em, thậm chí là sự ám ảnh, thậm chí là em muốn vùng dậy ấy, để em chạy khỏi cái năng lượng của anh, tất cả nó đều là hợp đồng linh hồn. Em biết điều đó. Nhưng tại thời điểm bây giờ khi mà nghĩ đến anh, thực sự em không có cách nào để ở lại được trong mối quan hệ của chúng ta. Em sợ đến mức em chỉ muốn vỗ cánh bay. Em hận mình không có một đôi cánh để bay khỏi mối quan hệ này. Mỗi lần mà em nhớ anh, bởi vì người này họ vẫn có năng lượng nhớ cái người kia, thì em lại thấy sự đổ vỡ năng lượng của The Tower. Em thấy sự đổ vỡ, sự đau đớn nó diễn ra trong suốt quá trình mà em tương tác với anh. Và em sợ cái điều đó. Thực sự bây giờ em sợ cái điều đó vô cùng. Cho nên bây giờ mình thấy trong cái năng lượng của trả bài số 2 ấy, người nữ này họ cần có thời gian để họ chữa lành. Họ cũng cần có thời gian để họ làm lành vết thương của họ. Mình nghĩ rằng mình cũng, đôi khi chúng ta vẫn thường lý thuyết ấy, thì vẫn thường nói rằng cái người nam đó họ đối xử với mình, cái đối phương họ đối xử với mình là để mình dọn rác, để mình thế này, để mình thế kia. Nhưng mình đọc được một câu nói rằng, hôm qua thôi mình mới đọc được một câu nói rằng, đôi khi có những thứ ấy, có những người họ đến để họ thay đổi chúng ta, họ giúp chúng ta phát triển hơn bằng cách ta không bao giờ có thể tha thứ được. Nên một người họ nói như thế, có nghĩa là có nhiều cách để giúp người khác trưởng thành, nhưng có những cách không bao giờ có thể tha thứ được. Thì mình không biết là cái người nam này đã làm gì với người nữ, nhưng mình chỉ có cảm giác được ở trong cái người nữ này là năng lượng của cái việc là bị coi thường, bị dẫm đạp. Mình phải dùng cái từ bị dẫm đạp, còn như thế nào thì trong trả bài chung khó để có thể nói được là nó là của ai. Nhưng các bạn biết không, bất kể ai cũng như thế. Chúng ta yêu một người, cứ người đó nếu không dành tình yêu cho chúng ta thì thôi, đúng không? Đã là một cái sự đau đớn rồi. Nhưng họ còn dẫm đạp chúng ta bằng cách họ bỏ mặc ta, xong họ lại quay sang họ chăm sóc một người khác, họ làm vui lòng một người khác, họ mặc kệ chúng ta. Nó là sự dẫm đạp các bạn ạ. Và cái sự dẫm đạp này có đáng được tha thứ hay không thì nó là tùy quan điểm của mỗi người nhá. Mình không bàn luận đến ở đây. Rồi, cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng với mình. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng thì thông tin mình đặt ở phần mô tả. Các bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, để lại một nút like và comment. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 3. Chúng ta đang ở chủ đề người đó đang như thế nào. Họ có điều gì muốn nói với bạn? Họ muốn nói với bạn điều gì? Trước hết là trả bài cho câu hỏi là họ đang như thế nào. Trong lúc phút tài thì mình xin phép dừng màn hình lại. Ba kiếm, Theo sót, The Devil. Mình cảm thấy ở đây có năng lượng của một người nam. Nếu mà tụ bài số 1 ấy là của người nam đối với người nữ, tụ bài số 2 là của người nữ đối với người nam, thì tụ bài này cũng là của một người nam đối với người nữ. Tụ bài số 2 có cái năng lượng mà khi mình trả bài mình rất là muốn khóc. Mà khi mình nói câu này, nếu người nào cảm thấy rung động, dù là nam hay là nữ, thì các bạn có thể nghe nhé. Rồi, bởi vì khi các bạn cảm thấy rung động thì nó chính là thông điệp dành cho bạn. Còn bây giờ ở đây mình thấy có năng lượng của một người nam. Nhìn về cái năng lượng của ba kiếm thì cái ba kiếm này có thể là anh ta tổn thương một người nào đó, hoặc là một người nào đó tổn thương anh ta. Và đời trai đời ớt có nghĩa là họ muốn thoát khỏi cái năng lượng này. Mình có cảm giác như là khi nghĩ về cái nỗi đau mà một là anh ấy dành cho người khác, hay là người khác dành cho anh ấy, thì anh có xu hướng là muốn thoát khỏi cái năng lượng này. Năng lượng giống con ngựa nó quay đầu ấy, nó quay hết hướng này hướng khác để nó tìm cách nó thoát đi. Hay mình là thắp lên một ngọn đèn để sưởi ấm cái trái tim của mình nói riêng, và tìm đường để thoát ra khỏi cái năng lượng này nói chung. Nhưng ta càng cố để thoát ra thì anh ta càng bị cái năng lượng đó bám lấy, vây lấy và hành hạ anh ta. Well, Fortune, anh ta hiểu rằng, thiếu một lá để mình rút thêm, anh ta hiểu rằng đây là cái hành trình mà anh ta phải đi qua. Anh ta biết rõ ràng cái điều đó, nhưng anh ta vẫn cố tình theo kiểu muốn chạy trốn khỏi cái năng lượng đó. Nhưng càng trốn thì cô đơn càng vây lấy, càng trốn thì cảm giác cái nỗi cái một cái sự theo kiểu một mình thấy có năng lượng của cái việc là
cái ba kiếm này này thì nó có giống như mình đã giải thích rồi ấy, nó cứ bám theo cái người này, càng trốn nó càng đuổi theo, càng trốn nó càng giống như là nó càng hiện hữu năng lượng của Bellshot, nó càng hiện hữu trong đầu của anh ta nhá. Đó, riêng với King of Shot thì mình nghĩ là đây là một người mà trong tình yêu họ đã sử dụng cái năng lượng của lý trí để họ đối xử với người yêu của họ. Và mình nghĩ với năng lượng ở King of Shot thì chỉ có anh ta, chỉ có ông ta mới tổn thương người khác, chứ còn chả có ai tổn thương được King of Shot đâu nhá. Bởi vì những người có năng lượng ở King of Shot ấy, họ luôn có một cái xu hướng là họ đề phòng, và họ đủ cái thông minh trí tuệ để họ đề phòng, và họ không làm tổn thương người khác thì thôi, chứ còn không có ai tổn thương được họ cả. Cho nên là mình nghĩ rằng cái ba kiếm này chính là những cái nhát dao chí mạng mà anh ta dùng để tổn thương người khác. Và đến khi cái người đó có thể họ đi rồi, đau đớn ấy, và họ rời đi rồi, thì anh ta dằn vặt bản thân vì cái tổn thương mà anh ta gây ra cho người đó nhá. Đó là mình cảm nhận thấy thôi. Bây giờ mình muốn xem là cái người này họ muốn nói gì với bạn. Người này họ muốn nói gì với bạn. Ba gậy, Death, Queen of Wands. Mình có cảm, mình thấy cái điều mà họ muốn nói với bạn á là ba gậy. Cái người này này, mình nghĩ là giống như họ có một sự thú nhận với bạn rằng cái mối quan hệ của hai người có năng lượng của ba gậy, theo kiểu giống như là nó có một cái các bạn cứ tưởng tượng là cái người này họ đứng ở một cái hòn đảo ấy, và họ đang ra sức, họ ra hiệu cho người khác đến cứu họ, thì có năng lượng của cái việc là họ gặp một cái khó khăn nào đó. Death ở đây có nghĩa là giống như là khi mà anh gặp một cái khó khăn nào đấy ấy, anh không thể tự lo được cho bản thân mình, cho nên là anh muốn là chúng ta dừng lại. Đấy, theo kiểu giống như là khi họ gặp một khó khăn nào đấy, họ cảm giác như là họ không thể mang, họ đang khó khăn, họ không thể giúp đỡ người kia, họ không thể mang người kia đi cùng hoặc là tiếp tục tình yêu với người kia được nữa, cho nên có xu hướng là họ muốn kết thúc cái mối quan hệ này. Và Queen ở Pentacle thì có thể trong cái khoảng thời gian này họ có kết nối lại, hoặc họ chăm sóc, hoặc là họ dành cái yêu thương, hoặc là họ dành một cái sự chăm sóc hoặc làm vui lòng một cái người nào đấy. Đấy, hoặc là họ muốn nói với bạn rằng là cái mục đích của họ là tại cái thời điểm mà họ đang khó khăn này thì chúng ta tạm dừng, bởi vì anh phải tập trung vào cái hành trình của anh. Đến khi nào mà vượt qua rồi ấy, Death ở đây còn là cái năng lượng của cái việc là kết thúc một cái hành trình này thì mở ra một cái hành trình khác mà. Thì họ nói rằng khi nào mà xong, giải quyết xong rồi thì anh sẽ quay trở về, anh sẽ mang lại, anh sẽ mang tình yêu cho em, anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để tặng cho em, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và tại cái thời điểm mà giống như đây là kế hoạch của anh ấy, khi ngập quan ông vua của hành động, mà đây là kế hoạch của anh giảm nhằm trong một cái tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai đủ đầy của chúng ta. Và tại cái thời điểm này này, năng lượng của sáu kiếm ấy, anh đang tập trung vào hành trình của anh, thì anh giống như là anh chỉ muốn ở một mình thôi, và hầu như tình yêu anh cũng không thể dành nó trọn vẹn cho em được, bởi vì là mình có cảm giác như là cái người đàn ông này họ nói rằng anh phải chia nhỏ bản thân anh ra để anh đảm bảo được cái công việc của anh làm sao có nó hoàn thành, thì lúc đó anh không thể yêu em được. Vậy thì có thể là cái lúc mà cái người nam này họ dừng lại ấy, đấy, thì đã vô tình làm cho người nữ nghĩ rằng là họ theo kiểu giống như là họ đã có một người khác, họ không yêu thương mình. Nhưng mà ở đây thì mình thấy có một năng lượng là của Queen of Pentacle và hai cốc. Nếu các bạn nghe cái tụ bài số 2, các bạn sẽ thấy là cái người nữ họ cảm thấy họ bị dẫm đạp, họ bị giày vò, bởi vì cái người nữ này, cái người nam này luôn bỏ mặc họ mà lại đi chăm sóc, đi làm vui lòng một cái người khác. Thì mình thấy nó khá là liên kết. Thì ở đây là trả bài chung thì mình cũng không biết là sự thể như thế nào. Có nghĩa là người nữ này rõ ràng họ thấy, trong tụ bài số 2 là người nữ họ rõ ràng họ thấy cái người nam này trong khoảng thời gian bỏ mặc họ thì lại làm vui lòng một đối tượng khác, lại chăm sóc một đối tượng khác, lại luôn luôn để ý đến cảm xúc của cái người khác. Có nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là lúc nào cũng chăm sóc người đó để cho cái người đó được vui, còn lại bỏ mặc mình ấy. Thì ở đây có năng lượng này, nó rất rất giống cái năng lượng đó. Nhưng mà người nam này thì họ lại giải thích rằng cái cách mà họ theo kiểu sau này khi nào mà theo kiểu mọi thứ được trọn vẹn rồi thì anh sẽ mang cái món quà này đến trở về với em và chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hoặc là ở đây có cả một cái năng lượng là chúng ta không, theo kiểu giống như họ nói rằng là khi mà gặp khó khăn thì anh cảm thấy rằng chúng ta không thể tiếp tục đi cùng nhau được nữa. Và mình nghĩ cái ý này nó đúng hơn, nó phù hợp hơn. Và anh cảm thấy rằng chúng ta, nghĩa là chúng ta không hợp nhau. Và anh nghĩ rằng
có thể chúng ta hợp với một mối quan hệ khác hơn. Ví dụ như là cái người này họ cảm thấy họ có một đối tượng mà đối tượng đó phù hợp hơn, và họ thấy rằng bằng cái tầm nhìn của họ thì họ thấy rằng là cái đối tượng đấy cho họ được cái chín gốc ấy, nghĩa là nó phù hợp hơn, nó mang lại cái niềm vui, cái bình yên, cái sự đủ đầy cho họ hơn. Nhưng mà khi mà đến với mối quan hệ đó rồi thì bắt đầu họ nhận ra là họ cô đơn, họ hoàn toàn cô đơn, họ không hợp với cái người đó, và họ mới nhận ra là họ yêu cái người này, họ yêu cái cô gái này. Đó thì mình thấy cái ý thứ ba nó phù hợp hơn trong cái liên kết này. Còn trong câu chuyện thì căn bản các bạn biết là trong trải bài chung thì nó nhiều năng lượng, thì những cái gì nó hiện lên thì mình nói. Thì nếu mà đọc bài thì người này họ nói rằng anh hãy thử nghĩ rằng chúng ta, nếu mà đọc theo ý thứ ba ấy, anh đang nghĩ rằng chúng ta không phù hợp và chúng ta nên kết thúc đi. Và trong thời điểm đó thì anh gặp một người, một đối tượng, và anh nghĩ rằng cái đối tượng đó mới là cái đối tượng mà anh cần, mới là cái đối tượng phù hợp với anh, đấy cho anh cái năng lượng của chính cấp, nghĩa là sự bình yên, sự đủ đầy ấy. Nhưng mà đến khi mà anh bước vào mối quan hệ đó rồi thì anh mới nhận ra rằng anh hoàn toàn cô đơn, anh không hợp và anh nhớ em. Đó, mình thấy có năng lượng đó nhá. Nó sẽ, nếu mà tụ bài số 3 này là đúng ấy, thì bạn nghe tụ bài số 2, các bạn nếu là nữ thì các bạn sẽ bật khóc đấy, bởi vì các bạn thấu hiểu được cái cảm giác là bị người ta bỏ rơi, bị người ta coi thường, bị người ta phản bội như thế nào, thì các bạn sẽ thấy cái năng lượng đấy nhá. Rồi bây giờ mình sẽ dùng, mà người nam cũng nên nghe, nếu như mà cái người nam này đã đi tìm một đối tượng khác ấy, xong sau đó thì cảm thấy không hợp ấy, muốn quay lại, thì tốt nhất là nên nghe tụ bài số 2 để hiểu cái cảm giác của người nữ, họ đã đau khổ như thế nào, họ đã cảm thấy bẽ bàng như thế nào, đau đớn như thế nào khi bị người nam đối xử như thế nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lên trả bài tiếp theo. Người nam này còn nói gì với người nữ nữa? King of Swords, Two of Wands. Nói chung là mình nhắc lại một cái câu nói mà mình đã nói ở tụ bài số 2. Mình đọc được một cái câu là: ta biết rằng một ai đó đến để dạy chúng ta trưởng thành, nhưng có những người họ dạy ta bằng cách ta không bao giờ có thể tha thứ được. Mình thấy nó có cái năng lượng ở đây. Cái người nam này này, họ dùng cái năng lượng của King of Swords, một ông vua tính toán, nói thẳng là ông vua của tính toán. Khi mà đối với người nữ này này thì họ cảm thấy là hai gậy thì có thể là người nữ này, mình thấy có năng lượng là giống như cô ấy có quá nhiều những, với năng lượng của đời trai gây ớt á, thì mình nghĩ là theo kiểu giống như là cô ấy, ông ta cho rằng cái cô gái này cũng không toàn tâm toàn ý với mình, cũng đang lựa chọn người này người kia, cũng đang chờ cái người mà cô ấy cho là bốn gậy đấy. Giống như là họ nói rằng sở dĩ anh đối xử với em như thế là bởi vì anh nhận ra rằng anh cũng chỉ là một sự lựa chọn của em thôi. Em cũng đang chờ người này người kia đấy, em cũng đang chờ một người mà em cho rằng đó là tình yêu đích thực của em. Em cũng đang từng ngày đi kiếm tìm người đó, và em cũng giống như là em cho rằng chỉ có người đó mới có thể phù hợp với hoàn cảnh của em thôi. Ví dụ như là như hoàn cảnh của cô gái này có năng lượng của 10 gậy, nghĩa là cô ấy có nhiều áp lực chẳng hạn, thì cô ấy cho rằng cái người khi gặp sát một ông vua tính toán như ông vua này thì không phù hợp với cô ấy đâu, mà chỉ có một người nào đấy họ có một tình yêu, có một sự đủ đầy trọn vẹn ấy, đấy thì họ mới có thể phù hợp với cô ấy thôi. Còn cái người không, cái năng lượng của cái việc chín xu là cô ấy cho rằng là cái người nam này này, theo kiểu là với năng lượng khi nào sót, năng lượng tính toán như thế á, thì sẽ không yêu thương cô ấy đâu, đấy sẽ bỏ mặc cô ấy thôi. Vậy thì ngoài cái việc là cô ấy phải tập trung người đầu thành chín xu, thì chỉ có cái người nào thực sự thương cô ấy thì mới có thể đến với cô ấy thôi. Thì cái người này họ muốn nói rằng sở dĩ anh lạnh lùng với em, anh thiết lập cái ranh giới với em là bởi vì em cũng cho anh cái cảm giác bị lựa chọn, em cũng cho anh cái cảm giác là em đang chờ một người nào đó phù hợp với em cũng cho rằng anh không xứng đáng với em. Đó, cái năng lượng như thế. Rồi, vậy thì đến đây chúng ta có thể dùng một cái trải bài cuối cùng để ta xem là cái người nam suy nghĩ như thế, vậy cái sự thật ở đây là gì? Hoặc là thôi mình cứ theo cái trải bài đó là họ muốn nói gì với bạn nữa nhé, rồi sau đó tính sau. Mình xem là người nam còn muốn nói gì nữa. Người nam này họ muốn nói với bạn rằng, nói với người nữ rằng họ biết người nữ này chịu rất nhiều áp lực, chịu rất nhiều cái năng lượng của 10 gậy, có nghĩa là cô ấy chịu rất nhiều áp lực ấy, nhiều khó khăn, nhưng mà cô ấy vẫn vui. Nghĩa là cái điều mà họ trân trọng ở đây đó là anh biết là em gặp rất nhiều khó khăn, nhiều áp lực, nhưng mà lúc nào em cũng vui vẻ, em cũng yêu đời. Và nhưng mà cái điều mà anh cảm thấy giống như là anh không được tôn trọng, là em không tin tưởng ở anh, em luôn tin rằng có một người nào đó khác anh mới có thể thông cảm và hiểu được em đấy, chứ không phải là anh. Cho nên là trong lòng của anh có một cái năng lượng cảm thấy mình không được tôn trọng, mình bị bỏ rơi, mình bị nghi ngờ. Cho nên anh cũng có xu hướng rằng
anh rời đi, anh tìm một người khác, một người cân bằng với anh, một người phù hợp với anh. Và giống như là ở đây đây thì mình có cảm giác như là cả hai người đều thủ thế với nhau, đều nghi ngờ nhau. Đó, các bạn hiểu không ạ? Họ, cái người nam này họ muốn giải thích rằng là chính bản thân anh cũng cảm thấy mình bị coi thường. Anh cũng nghi ngờ rằng là em luôn chờ đợi một người khác, một cái đối tượng strong, có nghĩa là giống như là cái hình ảnh của một cái người đàn ông mà giỏi giang mạnh mẽ hơn anh ấy, cân bằng với em hơn, cho em cái 10 ly hơn. Và em có xu hướng là em hướng về cái người đó, em cố gắng để em chờ đợi, em hướng tới cái người đó chứ không phải là anh. Cho nên là nghĩa là họ muốn giải thích với cái người nữ rằng lý do tại sao anh lại đối xử với em như thế, bởi vì em cũng đối xử với anh như vậy. Đó, bây giờ mình xin thông điệp của vũ trụ dành cho các bạn nhé. Có nghĩa là đến đây thì mình xin cái sự chỉ dẫn của mình, nghĩ rằng là nếu nó là một mối quan hệ tâm linh thì sẽ có một cái người quản cái mối quan hệ này, thì cái người đó, cái vị thầy đó, cái vị thầy hướng dẫn tâm linh của cặp đôi này, họ muốn nói gì với hai người nhá. Vị thầy hướng dẫn tâm linh muốn nói gì với hai người? Cái vị thầy hướng dẫn tâm linh nói rằng cái mối quan hệ của hai người nó nằm ở năm gậy. Mình đọc được một cái năng lượng này. Mình cảm nhận rất rõ như là vị thầy hướng dẫn tâm linh luôn đứng ở đây để chờ đến cái lúc mà người muốn nói gì với các bạn ấy. Người nói với các bạn là cả hai các con á, giống như trẻ con vậy, không có ai chịu ai cả. Người nào có lý của riêng mình, người nào cũng khăng khăng cái ý của riêng mình. Các con không có sự thấu hiểu với nhau, không có cái sự nhường nhịn nhau, mà ai cũng cho là mình đúng, cho nên là thôi, hãy buông nhau đi. Đấy, tiếp tục mà chỉ làm với nhau mệt mỏi thì thôi, buông đi. Đấy, rồi mỗi người tự tìm đường, tự tìm con đường. Ví dụ như là các bạn cứ tưởng tượng như là đi với nhau mà không giải quyết được vấn đề thì tốt nhất là tách nhau ra. Đấy, ta tách nhau, ta tách hai con ra đấy. Mỗi người tự tìm đường đi. Đấy, một người thì tự hay gậy này, chọn đường nào chọn đi. Một người thì bị bỏ rơi, cảm thấy cô đơn, cảm thấy gục ngã, cảm thấy mất tất cả mọi thứ, thì đó sẽ cảm nhận xem là khi không có người đó thì mình như thế nào. Đấy, tự các con phải cảm nhận lấy, và tự con phải hiểu được rằng, tự các con phải hiểu rằng các con có còn cần nhau hay không, các con nó còn yêu nhau hay không. Bởi vì khi nào con muốn thì ta, các con muốn thì chúng ta mới tác hợp được, mới có thể giúp chúng con, giúp các con đi tiếp được. Còn nếu các con ở cạnh nhau mà không thể phát triển thành chúng ta được, mà chỉ kiềm hãm nhau thôi, chỉ làm với nhau đau khổ thôi, mất đi năng lượng thôi, thì tốt nhất là hãy tách ra. Đấy, mình có cảm giác như là khi vị thầy hướng dẫn tâm linh này hướng tới cái năng lượng ưu ái cho cái năng lượng nữ hơn. Đó, năng lượng nữ là năng lượng của giờ Hyperactive và năng lượng của Queen of Wands. Mình có cảm giác như là khi vị thầy hướng dẫn tâm linh nói rằng tất cả những cái vấn đề xảy ra thì nhằm một mục đích là năng lượng của chúng ta là cả hai cùng thức tỉnh, nhưng mà chỉ có người nữ này thức tỉnh thôi, giờ Hyperactive thức tỉnh thôi, Queen of Wands thức tỉnh thôi, còn cái người kia cứ mãi. Nghĩa là cái mình có cảm nhận được cái vị thầy hướng dẫn tâm linh nói rằng cái người nam này này họ có một nỗi sợ, họ có một cái sự ám ảnh về sự mất mát, về cái sự đổ vỡ, và họ cứ ôm cái nỗi sợ đấy và họ không thể tiếp tục được. Và nếu cứ tiếp tục như thế thì họ sẽ cản cái hành trình của người nữ. Người nữ là một giờ Hyperactive, là một Queen of Wands, và cứ dính chặt vào cái mối quan hệ này thì người nữ không thể phát triển được, vì cái năng lượng, cái nỗi sợ, cái sự ám ảnh, cái sự bế tắc của người nam kéo họ lại. Vậy thì bây giờ mình sẽ xem tiếp một đề bài nữa để xem vị thầy hướng dẫn tâm linh nói điều gì nữa nhá. Mình xem tiếp là cái vị thầy hướng dẫn tâm linh nói cái điều gì nữa. Vị thầy hướng dẫn tâm linh muốn nói với người nam rằng bản thân của người nam ấy, họ có tố chất của King of Wands, nhưng mà vì một cái nỗi sợ, một sự ám ảnh bị bỏ rơi, bị đổ vỡ ấy, bị coi thường, mà họ cứ làm cho mình chỉ có năng lượng của Pale Shot thôi. Bên trong của họ là năng lượng của Medicine, và họ cần phải có cái sự chuyển hóa để họ phát triển cái năng lượng đấy, nhưng họ cứ tự làm cho mình thấp kém đi bằng cái sự nghi ngờ, nghĩa là không tin tưởng vào bản thân. Và từ không tin tưởng vào bản thân thì không tin tưởng cái người kia. Và từ không tin tưởng thì luôn có những hành động, những cái cách cư xử khiến cho cả hai bên nghi ngờ nhau. Cho nên là cái người nữ này tách ra thì để người nam này họ tự đi một mình, họ tự đối diện với nỗi đau của mình, họ tự đối diện với nỗi sợ của mình, họ tự tìm đường đi. Cho nên là bây giờ mình thấy cái tụ bài số 3 ấy, người nào năng lượng tụ bài số 3 các bạn đang bị tách ra. Mà tách ra thì cái vị thầy hướng dẫn tâm linh giải thích rằng bởi vì tiếp tục đi cùng nhau không thể phát triển được, cái năng lượng của nỗi sợ, sự ám ảnh của người nam kiềm hãm năng lượng của người nữ. Và cái người nam này nếu cứ có cái người nữ ở bên cạnh thì hầu như họ cứ trốn chạy, họ cứ tìm mọi cách để họ trốn khỏi cái người nữ. Họ sợ đối diện với người nữ, họ sợ đi cùng với người nữ thì vô tình sẽ cao thấp cả hai lại. Vậy thì họ sẽ tách ra, cái đội ngũ tâm linh này sẽ tách ra để cho ai cũng có một cái hành trình riêng của mình. Người nữ họ sẽ đi một hướng con đường riêng thì người nam mới bắt đầu có thời gian để
tập trung vào bản thân mình để tiếp tục cái con đường của mình. Còn sau đó hai người có quay trở lại hay không thì vị thầy hướng dẫn tâm linh không nói. Bởi vì nếu mà nói thì các bạn, ví dụ người nam sợ sẵn ấy, đang có cái nỗi sợ thì đời nào cái người này họ dám bước tới nữa, đúng không? Bởi vì họ đang có nỗi sợ mà, họ không muốn gặp lại mà. Cho nên là vị thầy hướng dẫn tâm linh chỉ nói như thế thôi. Cho nên là nếu bây giờ các bạn đang ở năng lượng nữ, hãy yên tâm với hành trình của mình, hãy tiến về phía trước đi nhá. Còn người nam thì rồi, tự họ sẽ phải vượt qua cái giai đoạn này để họ tìm thấy bản thân họ thôi. Bởi vì nhiệm vụ của họ là như vậy. Họ không tìm thấy ở kiếp này thì họ sẽ tìm thấy ở kiếp sau. Họ không tìm thấy với người này thì họ sẽ tự tìm với người khác nhé. Thì đó là thông điệp của những người chọn tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ, chia sẻ, đồng hành cùng với mình. Nếu bạn có nhu cầu trải bài riêng, thông tin mình là phần mô tả. Các bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và comment nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.